Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với cả là Hugakia Toilet Tower Defense. Và chào mọi người đã quay trở lại với cái thế giới mà nơi chúng ta sẽ lại xây mấy con unit để đép cái bọn gọi là toilet nó phi vào cái căn cứ của chúng mình. Thì dạo gần đây mình đã suốt ngày mình đi và mình đã phá đảo chế độ Nightmare ở các map rồi. Sắp tới mình có dự định là sẽ phá đảo ở các cái map khác, như kiểu là ở cái căn cứ ở Cameraman này, rồi gọi là phòng thí nghiệm của bọn Toilet này. Tuy nhiên thì những cái map này là mình sẽ để sau. Hôm nay game sắp update rồi các bạn ạ. Chỉ còn 12 tiếng nữa thôi là game này nó sẽ update sang cái Epson 71.1. Là thì nó sẽ có những cái update mới và rất có thể nó sẽ thay đổi với Elite Mode. Cho nên là trước khi đấy tôi muốn đi trải nghiệm chế độ Elite. Và mình đã từng chơi thử một lần chế độ Elite nhưng nó rất khó các bạn ạ. Và cái wave cao nhất của mình các bạn nhìn này, 48 các bạn ạ. Lý do chính mình không vượt qua được chế độ Elite mà ở wave cao là bởi vì hồi đấy mình chưa có con Speaker Repair Drone. Hôm nay mình đã chết được con Speaker Repair Drone trước khi xuất hiện ở đây. Đây, hôm nay tôi sẽ thử cái gọi là cái combo khi mà chúng ta bỏ con Drill ra và chúng ta để con Speaker Repair Drone này vào. Đúng ra ấy, nếu như mà đẹp nhất đấy các bạn ạ, thì chúng ta nên có một thằng nó đép đầu game cho mình. Sau đấy thì nó sẽ out game ra. Thì lúc mà tầm giữa game khi mà mình có các unit mạnh rồi ấy, thì nó out game ra thì tầm đấy là rất là đẹp các bạn ạ. Tuy nhiên thì hiện tại tôi gọi là đang không nhờ được đứa nào cả. Cho nên là tôi sẽ đi mình. Với cả là thôi các bạn, đi Elite đi một mình cho nó quỷ. Nó mới đúng là solo đúng không? Đi hai người rồi chơi chích lỏ một thằng đép cho xong rồi out game ra ấy, không hay lắm. Rồi, nếu ra sẽ đi luôn nha các bạn nha. À, tôi còn 3.000 game đúng không? Tôi làm nhẹ 10 hòm mới lỡ đâu ra con DJ TV Man nha các bạn nha. Làm nhẹ 10 hòm, ai biết được đấy ở đâu. Tự dưng quay mấy nghìn hòm đéo ra, tự dưng giờ quay 10 hòm ra là sao các bạn nhờ? Quay ra cái chắc tôi mẹ danh đặc sự một bếp tôi chết luôn đấy chứ. Ui, rõ ràng là đéo ra rồi nha, yeah, tuyệt vời. Lại được hai con vác loa tiếp. Rồi, chúng ta sẽ cùng vào chế độ Elite thôi. Chủ yếu là chúng ta sẽ gánh team bằng những con laser kết hợp thêm với cả là con Hyper Upgrade các bạn ạ. Nói chung là thấy có nhiều bạn kêu bảo là con Hyper này chơi có vẻ ổn hơn là con Drill. Tại vì con Drill nó chỉ đam đơn mục tiêu thôi ấy. Cho nên là nếu như mà cầm con Drill đi thì nó cũng gọi là hơi phế nếu như mà gặp mấy cái bọn mà nó những cái quay đông. Nhưng mà thật sự là mình chơi mới chơi ấy được có mấy lần các bạn ạ. Mình mới chơi gọi là Elite được có vài lần. Mình đang chưa biết là phải xây cái con unit ở đâu cho đẹp. Tức là đi đép ấy. Lần trước là mình xây quanh đây các bạn nhá. Lần trước mình xây quanh đây. Không biết rằng là xây chỗ này là hợp lý không. Thì các bạn hãy comment xuống cho mình biết nhá. Để góp ý cho mình để mình gọi là rút kinh nghiệm những lần tiếp theo. Lần này thì mình nghĩ chắc là mình vẫn xây quanh đây thôi các bạn ạ. Mình sẽ xây con laser ở đây. Để cho nó chiếu được cả hai bên. Đó thì nó sẽ đép được mình cho cái way này. Bây giờ trước tiên là mình sẽ xây fan tiền trước. Đó. À mà không được. Thế còn bọn toilet này nữa làm sao mà ta có thể đét được bọn toilet này ta? Mình nghĩ là mình sẽ xây thêm một con Santa nữa đi. Mình nghĩ là nếu như mà để bọn toilet này vào cũng được các bạn ạ. Thực ra thì cái căn cứ của mình nghe nó nhiều máu mà. Cho nên là đéo cần đép thì cũng đéo chết đâu. Đây ví dụ như bây giờ nha, mình nhìn này, các bạn nhìn này. Mình không đép với bọn này thì mình cũng chả chết. Mà nếu như mà mình mà để bọn nó lọt qua ở các cái wave sau ấy thì mình có đép được thì mình vẫn chết các bạn ạ. Đấy, mình nghĩ là không đép với con này là hợp lý. Chúng ta nên tiết kiệm một tí các bạn nhá. Rồi, bây giờ ta sẽ gọi là đặt cái con laser ở đây để cho nó đép. Mình chả biết để con laser ở chỗ này có hợp lý hơn không các bạn ạ. Đép được nhiều tiền thế. Đép có vẻ được nhiều tiền hơn là mấy con bé. Mấy con bé được 2 tiền, mấy con này được 6 tiền ạ. Ngoài dự kiến của tôi. Mình nghe các bạn bảo là anh nên xây một con laser đã thôi. Xong rồi anh nâng cấp nó lên là nó sẽ đép được chứ không cần phải xây nhiều con laser đâu. Đó, mình sẽ thử nâng một con laser lên nhá. Wow! Nâng lên cái có vẻ mạnh hơn hai con laser cộng lại đấy nhở. Ồ có vẻ hay á, hay á. Rõ ràng là kinh nghiệm mình đi Elite là chưa có. Tại vì là các bạn đều thấy đấy, ở trong các video mình đều không đi Elite. Cho nên là nếu như mà các bạn có kinh nghiệm nào đi Elite thì các bạn cứ chỉ mình nhá. Chúng ta chỉ xây được 3 con Santa thôi các bạn ạ. Nếu mà để thêm cái row farm nữa chúng ta sẽ xây được thêm. Nhưng mà nếu như mà tham vào mấy con farm tiền như thế quá thì chúng ta sẽ rất là thọt. Không có con Speaker Repair Drone để sửa này, để làm tỉnh mấy con unit. Rồi không có mấy con dép đầu game. Hoặc là không có DJ TV Man để bút về lết. Có DJ TV Man này về lết quan trọng lắm nha. Tại vì lần trước mình chơi là không có con DJ TV này thôi. Lần này mình nghĩ là có con này rồi ấy. Nó sẽ khác hoàn toàn luôn các bạn ạ. Kiểu mẹ nó gọi là thế trận xoay chiều luôn đấy chứ. Đây khả năng là mình sẽ xây con laser để lên cấp này trước đúng không? Ok. Mình sẽ để con laser lên cấp này để cho nó đép đầu game ngon trước. Sau đấy lát nữa đến phát tiếp theo này là 1500. Thì 1500 này mình sẽ xây con này nó sẽ không xứng lắm. Kiểu tại nó không đáng ấy.
thì mình để ở cấp này thôi, xong rồi mình xây thêm con mình xây thêm con hyper upgrade lên luôn là đẹp. Đấy, theo cái tư duy của tôi thì nó là như vậy. Thôi chết rồi, không đép kịp rồi. Ui, thiếu một tí tiền. Cái vai, chiếu được kịp con này không? Chiếu được kịp con này không? Chiếu được kịp không? Kịp, kịp đi mà Billy. Ô kịp, hay. Kịp được để nâng con Santa TV lên một cấp, để được thêm tiền các bạn ạ. Được thêm hẳn 200 đồng đấy, 200 đồng một quay. Wow, con này 14.000 máu các bạn ơi. Cái con 14.000 máu này là mà khi mà nó tới đây nhá, chắc chắn là chúng ta phải có một con hyper. Nếu như mà nó đến đây mà mình không có con hyper là hỏng, là rách việc các bạn ạ. Là mình sẽ để con DJ TV nó sát đường rồi đi. Tại vì con DJ này nó sẽ không sợ bị ngủ ấy. Con DJ này là nó chấp mấy con ngủ. Mình có hỏi các bạn là con DJ TV này khi mà nó bị ngủ thì nó có hay không? Nó có gọi là bị không bút được không? Thì các bạn bảo là không nhá. Là nó vẫn bút được ấy. Ý là nó bị ngủ, nó không bị ảnh hưởng đến chức năng. Cho nên là khá là hay. Mình sẽ tận dụng điều đấy. Nên là mình sẽ cứ để nó ra gần đường, nó có bị ngủ cũng không sao. Và mình có nghe các bạn bảo là cái con laser này có thể đép được cho mình đến tận tầm wave thứ 15 cơ. Tầm wave đến 15 đến 20 thì bắt đầu là anh mới cần phải xây con Titan. Cho nên là mình bây giờ mình chưa cần xây vội, mình cứ update tiền hết cỡ có thể thôi. Mình gọi là vô tư chiêu chiêu thôi. Đấy, up thêm một phát DJ nữa. Rồi, bây giờ thì chúng ta để một con hyper vào đây. Rồi, cho nó khó khe. Góc này có vẻ là hơi phế nhở. Góc này mình tận dụng không tối đa lắm. Nhưng mà bây giờ bán con hyper đi, thọt tiền quá à. Thôi, lát nữa mình thừa tiền kiểu dư giả rồi, cuộc sống nó ổn định rồi thì mình bán sau nhá. Bây giờ mình bán thì có vẻ là hơi ngu à. Chết rồi, mình xây con hyper hơi ngu thật. Thật sự là mình chưa tối ưu được ấy. Đúng ra là mình phải xây con hyper ở cái chỗ nào đấy mà cái vòng tròn nó phải bao trùm hết như này cơ. Đây này, ví dụ như kiểu là ít nhất là chỗ này này, tối đa nhất này. Nhưng mà con DJ TV nó đang bị đứng đây, nó bị vướng mẹ mất rồi. Đứng ở góc này nha, nó bị mất nguyên một cái cạnh này không bắn được luôn nè. Nó không tận dụng tối đa được cái đam con này thôi. Mình nghĩ chắc là nó cũng không ảnh hưởng quá đâu. Thực ra kiểu gì tôi cũng chả đi được Endless xa đâu các bạn. Tôi chắc cũng chỉ đến tầm một cái cỡ nào đấy là tôi bắt đầu kiểu gọi là gãy rồi, gãy. Ấy, con laser để phạm à, gọi là chiếu cũng kinh khủng phết đấy chứ nhờ. Mình nghĩ là mình sẽ để thêm một con laser đây. Đằng nào kiểu gì mình cũng phải xây mắc laser mà. Đằng nào cũng phải xây thêm mấy con laser các bạn ạ. Tại vì lát nữa mình sẽ bị giới hạn unit. Giới hạn unit gọi là con hyper ấy, mình không xây được nhiều con hyper đâu. Cho nên là kiểu gì mình cũng phải up mấy cái con green laser này lên. Wow, bây giờ mỗi con này là 3.000. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị up tiếp Santa TV Man đã. Xong chúng ta mới up con hyper upgrade này lên cấp 6.000 thì sao. Được cái là bọn Endless này quái nó mới đầu ra nó không mạnh các bạn ạ. Mới đầu nhá, còn bọn bên Nightmare ấy là nó mạnh sẵn luôn rồi. Tại vì nó là chế độ ác mộng ấy. Nhưng mà ở bên Endless thì nó khác. Bên chế độ Endless này là cho tất cả các người chơi. Cho nên là về sau thì nó sẽ càng ngày càng khó lên một cách gọi là dã man. Nhưng mà hồi mới đầu thì nó thuộc dạng là không khó lắm. Cho nên là đối với mấy người có unit mạnh như mình mà toàn unit ngon ấy, thì mới đầu game mình đánh giá là nó sẽ không ảnh hưởng gì lắm đến mình. Ồ, con drone này ngon này các bạn ạ. Con drone này mình để ở như này là nó sẽ gọi là chữa ngủ được cho cả con ấy này này. Con hyper upgrade này này. Mà mình đang chưa biết là cái con này nó có cái khả năng di chuyển thì nó sẽ như nào các bạn ạ. Cái con này mình đã không hiểu là di chuyển thì nó để làm gì, hay là nó để di chuyển ra cái chỗ cái con mà bị ngủ để nó gọi là làm nó tỉnh. Mình cái đấy mình cũng không biết nữa. Cái đấy mình không rõ các bạn ạ. Nhưng mà mình đây là lần đầu tiên mình dùng con này. Ui chết rồi. Con Mutant Toilet 171.000 máu ra rồi. Phát này phải upgrade con Hyper lên cấp 6.000 này, không đéo đam được. Cấp 6.000 thì khéo còn ngợp ấy chứ. Cấp 6.000 mình sợ còn ngợp, khéo phải cấp 15.000 đấy các bạn ơi. Mày ơi, sao tự dưng con này nó mạnh lên thất thường so với mấy con khác vậy. Nhưng mà không sao, mình nghĩ là mình có mấy con green laser này, mình có thể gọi là làm chậm vào nó được. Mình sẽ để hết mấy anh laser quanh đây các bạn ạ. Đây, mấy anh laser gọi là để được 4 anh mà. Mình để hết 4 anh laser mẹ mày gọi là xung quanh khu vực này luôn. Chiếu nó gọi là chiếu tới luôn. À không, con này không mạnh như tôi nghĩ các bạn ơi. Con này cũng gọi là bình thường thôi. Ôi dồi ôi, tưởng nào. Ôi ôi, bò vào đây cái bị làm chậm cái chết luôn mà. Ý vãi ò. Má mày làm tao sợ mày. Làm tao gọi là đánh giá mày quá cao. Rồi, ta nâng mắc con Santa hết lên đã nha các bạn nha. Bây giờ mình đợi nốt phát nữa mình nâng mắc con Santa lên đã. Xong mình mới up con Hyper Speaker Man lên. Tại bây giờ đang đép khá là ổn. Đấy, thấy không? Có mấy con này chiếu làm chậm này. Xong rồi thêm con Hyper nó gọi là đam AOE nữa. Xịn xò con bò. Rồi, nâng mắc lên. Mình nghĩ là mình sẽ nâng con DJ TV Man này lên một cấp nữa. Sau đấy là bây giờ mình sẽ nâng con Hyper này. Chuẩn bị bắt đầu có mấy con quái nó quỷ nó xuất hiện rồi.
chúng ta cần phải nâng mắt con hyper lên cái. Wow, nhìn cái bọn này nó lao vào xong rồi bị đam trông sướng chưa kìa. Laser chiếu như điên luôn. Chúng ta, ok á, vẫn đéo đủ tiền nâng con hyper lên cấp 15.000 à. Cay thật sự ạ. À, mình cứ nâng mấy con này lên để kiểu nâng nhẹ nhẹ lên để đếp cho dễ. Nhưng mà mình cứ nghĩ là sẽ đủ tiền khi mà giết mấy con toilet, nhưng mà không các bạn ạ, đéo đủ tiền. Đây, phát này đủ rồi. Đã sẽ cùng xem Hyper Stickerman ở tại cấp độ cuối, gần cuối chứ, như thế nào. Ui, lần này là không phải Hyper bình thường mà Hyper có DJ TV Man Boot cơ. Chúng mày khinh thường nữa đi. Chúng mày khinh thường chủ tịch đi. Bây giờ chắc là mình nâng mắc mấy con Santa rồi. Hết mấy con farm tiền rồi thì tầm này mình chỉ có cứ nâng mắc con Titan Stickerman của mình lên. Xong rồi mình xây tiếp những con khác thôi các bạn. Mấy con speaker drone này mình nghĩ là cũng nên nâng mắc một con đi. Giá nó cũng rẻ. Giá nó cũng rẻ, mình cứ nâng gần gần mắc lên này để lỡ mà có bị ngủ. Đây, cooldown của nó là hiện tại là 1, là khá là ổn rồi. Hình như con này còn 6 cấp các bạn ạ. Cấp tiếp theo nó chỉ có 0.2 thôi. Mà trong khi tối đa của con này là cooldown 0.5. Tức là con này vẫn có thêm một cấp nữa. Con này vẫn có thêm cấp nữa thì mình nghĩ là ok, từ từ đã. Wow, mấy con laser được được con ấy có nói kìa. Được con DJ TV Man nó mẹ upgrade lên. Bắn chiếu dã man thực sự. Mình nghĩ là nâng hết sản laser lên cấp max đi. Giá laser ngon đấy chứ nhở. Không biết là có con nào dép đầu game ngon hơn con laser này mà lết cũng ngon hơn nữa không. Các bạn hãy cho mình biết nhá. Không, dép đầu game là con này ngon nhất rồi. Mình được biết là con này cũng thuộc dạng top ngon nhất, không tính con Cupid. Con Cupid thì nó bắn theo kiểu đường thẳng, nó cũng khá là ngon, nhưng mà vào trong LS nó hơi vô dụng ấy. Nhưng mà mình đã không biết là có con nào mà kiểu đầu game có lợi nhưng mà late game cũng vẫn mạnh không. Thì các bạn hãy cho mình biết để mình còn thay con đấy vào con Green Laser nhá. Cái đấy thì phải hỏi các bạn thôi, chứ còn mình mới chơi game tất nhiên là mình sẽ không biết là con unit nào mạnh, con unit nào yếu rồi. Mình chỉ biết là mấy con mình đang dùng thấy khá là ok thôi. Nhưng mà lỡ đâu có những cái combo mà nó sẽ hiệu quả hơn trong Endless mà mình không biết. Đấy, mình thấy có bạn comment là bảo là combo của anh khá là hoàn thiện rồi, anh chỉ cần thay cái con Dreamman thành con Speaker Repair Drone nữa thôi là anh đi được Endless rồi. Thế là mình thay này. Đó, combo của mình vẫn giữ nguyên từ cái video mình đi Nightmare. Mình chỉ thay mỗi con Speaker Repair Drone cho con Dreamman thôi. Đúng ra là mình muốn để con Dreamman lắm các bạn ạ. Mình muốn dùng con Dreamman để đam nữa, nhưng mà mình để ý là đằng nào mình cũng phải xây unit các thứ. Mà với cả là đến tầm wave 4 mấy, 5 mấy là mấy con unit của mình bị ngủ. Cho nên là bắt buộc mình phải có con tỉnh ngủ, chứ nếu như không có tỉnh ngủ thì không đép được các bạn ạ. Ui, vãi đồ con Mutant này đi ảo thế. Vãi cả trưởng thật. Mày, nó bắt đầu đi được đến kiểu trước mặt con Hyper của mình rồi này. Phải up con Hyper lên rồi các bạn ơi. Đây, phải up con Hyper lên một cấp nữa rồi. Không thể nào để nó vượt qua như vậy được. Xong rồi mình nâng con Repair Drone này lên các bạn ạ. Để cho nó không bị ngủ mấy con unit của mình đã. Sau đấy thì mình sẽ giải quyết tiếp vấn đề là thêm một con Hyper nữa sau. Bây giờ mình để ý là con Hyper của mình có bị ngủ rồi thì phải. Nhưng mà con đấy nó đã giải quyết rồi. Nhện này nó vừa sửa cho mình đấy. Rõ ràng nó vừa sửa, chứ mình rõ ràng là mình đã thấy con Hyper mình bị ngủ. Ui vãi ôi, con Hyper khi mà được tăng kìa. Bắn kinh không. Xong thêm với con laser này nó cũng chiếu liên tục nữa, 0.15 giây nó chiếu phát. Mày chiếu mẹ mày nghe tiếng rất nhức đầu nhá. Sao hai con này nó bế nhau đi à? Tôi mới biết vụ này, tôi không hề để ý với bọn này lắm. Mày nói hai con toilet mẹ nó bế nhau lên để đi cho nhanh kìa. Cái đệt đệ hài đéo chịu được tề. Mình đang không biết là xây một con repair có ok không, hay là phải xây hai con. Mình nghĩ là mình sẽ xây thêm một con nữa bên này để cho mấy con laser nhá. Đây, để cho mấy con laser sẽ được sửa ở bên này. Đó, mình nâng lên cấp max luôn đi. Đằng nào con này kiểu gì lát nữa cần dùng à. Mình nghĩ là hai con repair là quá là ổn rồi chứ đúng không. Lát nữa mình để thêm một con Hyper ở đây nữa. Con Hyper ở đây thì vẫn sẽ được boost của DJ TV Man. Đó, mình xây luôn đi. Mình xây luôn đi, đằng nào tầm này cũng đang trườn kỹ lắm. Đó, xây ở tầm này vẫn được boost hết. Vẫn được con repair sửa luôn. Mình dồn hết unit vào một góc luôn các bạn ạ. Mình dồn hết tất cả unit của mình vào một góc để được boost biết và để được gọi là tỉnh ngủ cùng một lúc luôn. Hoặc là cho cái con gọi là con nhện ấy. Con nhện nó đỡ con bay bay này nó đỡ phải di chuyển. À nãy giờ tôi chưa thấy con này làm gì đâu. Tại sao con này nó có chức năng tỉnh ngủ mà đúng không? Nên tôi chả thấy nó làm gì. Hay là do là mấy cái bọn toilet nó chưa đi đến gần, nó chưa làm ngủ đấy nên chưa có tác dụng vậy. Chả thấy làm gì, nãy giờ toàn thấy ngồi chơi thôi.
đúng rồi. Mình phải chỉnh mục tiêu của mấy con Green Laser thành Strong Hit nữa các bạn ạ. Nó chỉ chiếu vào con mạnh nhất để làm chậm mấy con trâu nhất thôi. Đấy, nó cứ chiếu vào mấy con Strong Hit này này để làm chậm mấy cái con trâu thôi. Đó, nó cứ làm chậm mấy con trâu máu này. Còn mấy con mà yếu máu ấy đi qua là mấy con gọi là Hyper Speakerman của mình nó sẽ khè. Nó khè AOE thì kiểu gì cũng chết. Mấy cái con yếu máu á, đây ví dụ như mấy con mà chỉ tầm 100.000 máu này nhá, đi là bị ăn laser cái kiểu, à đi là bị ăn mấy cái khè khè này qua là cũng tự chết à. Chủ yếu là mấy con 1 triệu máu này này là cần phải chiếu cho đi chậm lại để cho gọi là con để cho gọi là con speaker nó ăn từ từ mới chết được. Đấy, mình nghĩ là chỉnh cái mục tiêu của con Green Laser này thành Strong Hit là ok, là rất là hợp lý luôn. Xong rồi bây giờ mình chỉ cần upgrade Hyper của mình lên. Ủa vãi cả nồi ạ. À, sao bắt đầu wave 45 mà tôi thấy mẹ mày bọn bắt đầu nó đi vào đây là tôi hơi ngợp rồi nhở. Là thật sự là tôi đã chơi gọi là tối ưu ở trong chế độ gọi là LS chưa vậy. Sao wave 46 tôi thấy hơi ngợp với các bạn ơi. Chết rồi, tôi nghĩ lại rồi. Tôi tưởng LS dễ nhưng mà không các bạn ạ. Lần trước tôi đến wave 48 kiểu gì ta. Sao wave 46 thấy ngợp này. Thêm một con Hyper mắc cấp nữa cho tao. Chúng ta có tiền đây rồi. Một con Hyper mắc cấp nữa. Ừ, sợ chưa. Cha tôi sẽ xây được 5 con Hyper các bạn ạ. Nhưng mà không, con DJ TV Man về nó chỉ boost được ở vùng này thôi. Bây giờ mình phải xây được một con Hyper quanh cái vùng này để còn được boost. À đây 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 đây, hình như chỗ này xây được. Chỗ này xây được các bạn ạ. Ui nhưng mà nó bị ngủ các bạn ạ. Ui nhưng mà nó bị ngủ, nó tỉnh luôn. Ui nhưng mà nó lại bị ngủ tiếp luôn các bạn ạ. Không được rồi. Mặc dù là có con nhện làm tỉnh nhưng mà nó cứ ngủ liên tục cái các bạn. Không được, xây chỗ này tận dụng được con tận dụng được con gọi là DJ nhưng mà không hiệu quả lắm. Tôi nghĩ phải xây lui ra rồi. Đây 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 đây. Tôi nghĩ là xây chỗ này được. Từ đây. Chỗ này cũng được giảm nha. Và chỗ này là bọn nó chưa đi được đến tới. Nó sẽ bị mấy con Hyper của mình bắn từ xa trước. Đấy. Có vẻ như là sẽ hiệu quả. Con này mình nghĩ là không lo ngủ các bạn ạ. Con này mình nghĩ là không cần tỉnh. Tại vì là có hai con này nó tỉnh các con này rồi. Còn con này mà lỡ có ngủ thì thôi kệ vậy. Ui, nãy giờ con Hyper mình bị ngủ liên tục luôn á các bạn ạ. Nhưng mà do là có con nhện nên là con nhện nó làm tỉnh đấy. Tính ra nãy giờ mà không có nhện là đúng là thua rồi. Bảo sao lần trước tôi đến được wave 48 là tôi hẹo. Lần này tôi đến được wave 50 này các bạn. Wow, vẫn đang đếm rất là kinh. Một con 4 triệu máu vãi đầu con bác. Con bác 6 triệu máu. Mẹ mày đố bố mày đấy à. Hình như lần trước tôi thua ở con này các bạn ạ. Tức là lần trước tôi thấy hiện con này ra thì tôi thua mẹ rồi. Tôi không đếm được bọn này. Nên là nó tính tôi là wave 48 thôi. Mặc dù là tôi hiện là wave 50 nhưng mà nó tính là wave 48 rồi. Hình như là do mình bật auto skip ấy các bạn ơi. Khả năng là đến tầm mấy wave LS này ta không nên bật auto skip đúng không? Không nên bật auto skip đúng không? Chúng ta nên để này. Đó, để từ từ để gọi là mấy con unit của mình nó đép được đã. Đúng rồi. Mình nghĩ là mình skip bằng tay đi. Mình cảm giác mình ổn ổn thì mình skip, còn không ổn thì mình để lại. Bây giờ cứ skip mẹ, cứ skip auto ra toàn con quái vật không. Ôi, 6 triệu máu. Đép đi Burly. Ừ, thêm một con Hyper mắc cấp nữa. Bàn, xây nó. Đúng rồi, chết con mẹ nó đi. Hay. Nice. Nó gọi là đép ổn, các bạn ơi, nó gọi là đép ổn. Mình nghĩ là mình không nên. Ui, con Grid này. Ui, con Grid 2 triệu máu. Đéo phải bot mà 2 triệu máu ạ, vãi cả trường ạ. Cũng tạm ổn. Ui, 5 triệu máu. Ui, 7 triệu máu, mẹ cái đéo ở đây. Mày ơi, quên năm mấy, mày phải cảm giác như kiểu quên 100 vậy. 7 triệu máu, thế thì quên 100 nó có bao nhiêu máu. Sao bọn nước ngoài bọn nó chơi được. Trời đất ơi. Sợ ái thật sự. Ui, mình ba con Hyper mắc cấp rồi. Mà đép còn ngợp. Phải cả nồi, mẹ đúng là phải có The Real các bạn ơi. Phải chơi nhiều người, chơi solo, chơi đội LS này không ok lắm. Rồi, ok, mình gọi là cho wave tiếp theo bắt đầu vào được rồi đấy các bạn ạ. Cho wave tiếp theo bắt đầu vào được rồi đấy. Bắt đầu cho thí sinh tiếp theo ra trận đây. Vì thí sinh tiếp theo có ra trận đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ đép được thôi. Tôi nghĩ chắc là lại bật auto skip được rồi các bạn ạ. Tại vì là bọn toilet đang bị giảm số lượng khá là cao rồi, khá là nhiều rồi. Ngon. Nói chung là tôi qua được wave 50 là thành công của tôi rồi. Lần trước tôi đến wave 50 là tôi hẹo mà. Chưa đánh được chết con boss đã hẹo rồi. Lần này có con repair drone cái. Má mày cứ 0,5 giây nó tỉnh một lần. Khác ngay. Lại bắt đầu là một cái thế combat rất căng thẳng. Nhưng mà tao thích những cái con yếu yếu nhiều nhiều như này.
Tại vì càng nhiều con yếu như này thì Hyper của tao càng phát huy được sức mạnh. Sức mạnh của Hyper upgrade Titan Speakerman của tao là gì ạ? Là đam AOE. Cho nên là chúng mày mà cứ đi càng đông vào tao càng thích. Ôi nhưng mà thôi, đông quá. Từ từ bỏ auto skip. Hình như tôi để auto skip đoạn này hơi sai rồi. Đúng ra là tôi nên từ từ đã. Rồi, đẹp được rồi. Tạm ổn, bắn liên tục cho anh. Bắn mạnh vào, quên mẹ mất, chưa xây thêm con Hyper nữa. Xây thêm con Hyper nữa ở chỗ nào để mà gọi là tận dụng được cái bút của con DJ bây giờ? Để chỗ này có để được bút con DJ không? Từ đã, để tôi xem cách nào để không. Ấy da, con DJ, đây con DJ để ở đây mà đúng không? Rồi, tôi nghĩ là để một con quanh đây được. Đây, con này được bút rồi. Con này nhận được bút của con DJ TV Man rồi các bạn ạ. Ổn rồi. Không ổn lắm. Sao mà nó đi qua như không cái kia? Đép đi Bully. Hay. Có một con 3 triệu máu kia. Bình tĩnh. Đép hết cái quê này đã rồi skip sau các bạn ạ. Ui. Nó bắt đầu đã đi đến đây rồi. Mới quê 57 nó bắt đầu nó đã đi du lịch đến đoạn này rồi. Đéo ok lắm. Thế thì các quê tiếp theo tôi phải sống sao đấy? Tôi nghĩ là tôi skip đi. Rồi tôi skip để cho nâng cấp con Hyper Upgrade của mình lên thêm được 1 cấp. Như vậy là mình max unit rồi các bạn. Như vậy là mình max số lượng unit rồi. Lát nữa mình phải bán với con laser đi để thêm con Hyper rồi. Mình không biết là có được xây thêm con Hyper không. Tại mình chưa vào xây nhiều con Hyper như này các bạn ạ. Tại vì cũng đây cũng là lần đầu tiên mình đi endless đến nước nhiều như này mà. Và đây là lần đầu tiên tôi xây được 5 con Hyper. Tại vì đi Nightmare không đủ tiền. Ham 5 con Hyper bắn cùng một lúc. Mẹ quỷ dữ thật. Rồi tôi nghĩ bây giờ tôi sẽ skip bằng tay các bạn ạ. Tôi đéo để auto skip nữa. Không có đẻ nhanh quá. Một Hyper của tôi nó ngợp, nó đéo đép được. Này các bạn. Các bạn có nghĩ tôi đép được qua quê này không? Khi mà nó có mấy cái xe thồ như này. Vãi cả đồi, một con 6 triệu máu đi. Vãi cả đái à, mày giết bố mày đi. Một đàn mà toàn 6 triệu máu, vãi cả cướp thật. Sợ hãi đéo thể tin được các bạn ạ. Thế mày phải toàn quái vật thôi. Và bây giờ tôi đang phải đép cái đám quái vật này các bạn ạ. Tôi không biết rằng là tôi đép được qua quê này không. Trông có vẻ là được. Ừ. Mấy cái xe này nó trâu nhưng mà tính ra nó đi cũng khá là đù ấy. Với cả nó cũng chả chưa được sắc cả. Kiểu đéo làm ngủ làm việc gì nên là con speaker cũng không cần phải hoạt động nhiều. Cho nên là gọi là đép được các bạn ạ. Khá là ok. Tôi nghĩ là tôi vẫn ổn trên quê này. Trên quê 60 rồi các bạn ơi. Wow. Lại thêm một đàn toilet. Thôi cái đàn toilet này dễ. Thực ra cái bọn Giant Toilet này khá là dễ giết ấy. Tại vì là bọn nó đi chậm mà khá là đù. Còn với con này thì quá là dễ giết rồi. Với con Hyper thì rất là thích mấy con kiểu nhỏ nhỏ mà yếu sinh lý như này. Kiểu mà yếu thích ra gió ấy. Rồi tôi nghĩ chắc là tôi phải chuẩn bị. Ui ôi 12 triệu máu. Frost Skeleton Toilet. Ui nó có quả búa đây này ấy. Có đấy trông đẹp ta. Cái toilet thì mình kiểu gọi là được ấy đấy. Được ưu ái đấy. Có quả skin đó mà. Mình thấy con toilet này là con toilet đầu tiên tôi thấy có quả hình dáng ấy, đặc biệt phết. Chứ sao bên chế độ Nightmare cái kiểu chơi mà chế độ bình thường có thấy có mấy con toilet có hình ảnh đặc biệt này đâu. Hình như bên LED nó mới đầu tư mấy hình ảnh cho mấy con toilet này. Bên Nightmare thấy mấy con boss biết các kiểu hình dáng trông cũng đuổi lắm các bạn ạ. Hoặc là do tùy map, mình hay chơi map Toilet City thì mình thấy con boss trông nó khá là phèn. Trông nó hình như là cũng na ná mấy con Giant Blight này bình thường như thế này. Wow. Bắt đầu nó dẫn ra một đàn toilet băng đi các bạn ạ. Mẹ bố tiên sư nhà nó. Để tôi skip một quay. Rồi ok. Tôi skip một quay để cho tôi up được con Hyper lên cấp bắc. Để cho con này nó bắn cùng với anh em. Ôi con này chưa bắn được à. Trời ơi tầm bắn con này xa nhất các bạn ạ. Con này là con ở xa nhất để được hưởng cái gọi là boost của con DJ TV. Nên là hơi khó cho em nó. Làm cách nào để mình xây được một con Hyper nó ở đây nhỉ? Làm cách nào để mình xây được một con Hyper nó ở đây để hưởng tối đa cái boost của con DJ TV nhỉ? À đây. Đây con DJ TV nó bút đây đúng không? Thế thì mình để một con Hyper nó ở đây vẫn được ạ. Mình để một con Hyper ở đây nó vẫn được. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ bán một con. Ui giết được con toilet băng này rồi. Ok khá là easy thôi. Ui ôi 10 triệu máu mà là quái thường hai con. Rất là nhiều những con UFO. Mấy con UFO này khó chịu vãi. Lâu nó còn có chưa bất tử các bạn ạ. Con UFO này các bạn mà để ý lâu nó có chưa bất tử. Ui con này bị sao bị ngủ à. Ôi vai vì ngủ lâu thế. Tỉnh dậy đi Bli. Chết tôi rồi. Ngợp rồi ạ.
Ngợp rồi. Thêm 1 hyper, cộng 1 hyper, cộng 1 hyper. Lẹ, cho em xoay 1 hyper nhanh. Đấy rồi. Thêm 1 hyper đã được boost bởi DJ TV Man. Còn đứa đằng sau này không sợ nó bị ngủ đâu các bạn ạ. Thêm 1 con hyper, thêm đam, thêm niềm vui. Mấy con laser bắt đầu ngợp rồi. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị là chúng ta dùng toàn hyper rồi các bạn ạ. Mấy con laser bây giờ không có giá trị rồi. Ngon, 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 ngon. Còn sao đẹp vẫn ổn, đẹp vẫn ổn nha. Với 62 vẫn rất là ok nhá. Mẹ mày, mày tưởng thắng ta mà dễ à. Siren tip này, 10 triệu máu này. Bắn nó cho anh. Bắn liên tiếp lên, đúng rồi. Bắn nhiệt tình lên, hay. Giết nó con này cho tao. Giết chết nó đi. Giết nó để tao áp con hyper kia lên. Hay, rồi. Mấy con rùi mũi này đi qua. Quét chết hết. Đam AOE là thừa. Ngon. Tôi đã thành công rồi các bạn ạ. Tôi đã đép thành công wave 62. Đây là wave 63 và wave 64 sẽ ra cùng lúc. Tôi tạm thời là tôi vẫn tạm ổn cho đến cái wave này các bạn ạ. Không biết các wave tiếp theo của cuộc đời tôi nó có lên hương hay xuống chó đây. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng đi đến một cái wave cao nhất. Không biết ông Bi Huỳnh ông đi là đầu tiên ông đến được wave bao nhiêu nhỉ? Lát nữa tôi phải ra xem lại xem rồi đến được wave bao nhiêu các bạn ạ. Nhưng mà hiện tại tôi đang đến được wave 64 nhá. Rất là ok nhá. Mẹ mấy con toilet này bây giờ nó cứ bê nhau đi đấy các bạn. Hình như nó bê nhau là nó tăng tốc độ di chuyển đấy. Vãi cả đồi thề mẹ. Bẩn thật sự. Nó bê nhau sao nó tăng tốc độ di chuyển luôn kìa. Má chết rồi. Đến tầm này bắt đầu hyper bị ngợp rồi các bạn ạ. Đến tầm này nó cần phải có một số con drill để mà nuốt nuốt mấy con mạnh mạnh các thứ rồi. Nguyên hyper có vẻ hơi ngợp hay sao ấy. Ui rồi. Anh ơi bắn nhiệt tình và lò ra nhưng mà đép không ăn thua. Đép không ăn thua. À không, vẫn ăn thua đấy. Vẫn đép được. Tôi đang chơi hyper nhưng mà tôi thấy hyper đấy vẫn ngon lắm. Nhưng mà nếu như có drill được thì ngon hơn các bạn ạ. Tầm này mà nếu mà chơi hai người trong cũng một thằng mẹ spam drill ra. À nhưng mà cũng hơi khó, drill nó hơi to ấy. Có drill to vãi. Nếu như mà bây giờ mà muốn xây con drill các bạn phải xây một chỗ riêng. Xong rồi là làm cách nào để mà xây được con DJ TV với con speaker ở cạnh nữa. Mấy con hyper này nó nhỏ hơn ấy. Chỉ cần một con DJ TV man này thôi nó bút được cho tất cả đàn này của mình rồi. À nếu như mà là chơi con ấy thì hơi mệt đấy. Nếu như mà chơi con drill là hơi mệt đấy. Nguyên kiếm cái chỗ xây là hơi rách việc luôn. Rồi, sẽ kíp đi. Mẹ quái thường giờ ta lên cả chục triệu máu rồi, sợ thật. Má nó chết rồi, unit của mình bắt đầu bị ngủ liên tục rồi. Con speaker repair drone nó bắt đầu nó phải làm việc mệt lắm luôn rồi. Trời ơi, speaker ơi. À, như là nó có cái vùng hoạt động là cái vùng nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhưng mà nó di chuyển cũng kinh lắm các bạn ạ. Tính ra là con speaker đấy nó không phải là nó chỉ hoạt động trong cái vùng ấy thôi đâu. Mà là trong vùng đấy nó sẽ làm tỉnh ngủ được cho những con đấy. Chứ còn nó có hạt tốc độ di chuyển cơ. Nó di chuyển được qua cả cho mấy con này các bạn ạ. Cho nên là chủ yếu là mình xây xung quanh con DJ TV là chính thôi. Chứ mình không cần quan tâm con đấy các bạn. Với cả là con speaker repair này đúng ra là mình nên xây chỗ khác. Nên xây cách ra một tí. Đúng ra mình nên gọi là ưu tiên mấy cái vị trí đấy cho mấy con hyper. Ui, đằng này có một con 1 triệu máu vẫn còn đang đi luôn kìa. Trời ơi, con này nó quay ra quay vào, trông mẹ mày nó gãy cổ không? Liên tục. Ngon, bắn chết với con này đi. Vẫn ngon nha, mọi thứ vẫn là ổn áp nha. Mọi thứ vẫn rất là ok nha. Quay 67 là cũng vẫn chưa ngợp đâu nha. Mọi thứ còn ok lắm, để tôi bán một con laser đi. Tiếp tục là thêm một con hyper nữa vào đây. Rồi, con hyper này sẽ được hưởng từ con DJ TV. Mỗi tội con này sẽ bị ngủ hơi nhiều các bạn ạ. Tại vì do đứng ở ngay trước cửa. Mấy con đứng ở ngay trước cửa này nha. Lát nữa đụng đến bị ngủ nhiều vãi. Đúng ra là mình xây mình nên kỹ ngay từ đầu các bạn ạ. Nên kỹ ngay vị trí của từng con ngay từ đầu. Thì sau này mình xây nó sẽ nhiều chỗ trống hơn để mình xây hơn. Ôi thế là tôi xây được 7 con hyper upgrade. Vãi cả trưởng thật. Lần đầu tiên tôi xây được nhiều như này. Lần đầu tiên tôi qua được đến wave 68-69. Thật là tuyệt vời. Tôi cảm giác như tôi sắp phá đảo toilet tower defense rồi. Trời ơi, tôi đi lên là 30 phút rồi các bạn ạ. Game khó điên. Trời má, cái con này nó có cái dâu ạ. Đằng trước nó có nguyên cả một dàn loa nữa này. Mẹ, con này nhái speaker man của tao à. À không. Cái này là 7 triệu máu. Mẹ mày, tao tưởng 70 triệu. Trời ơi, tôi nhìn tôi tưởng nó 70 triệu máu. 7 triệu máu thôi các bạn ơi, 7 triệu thôi. 7 triệu đốt chết được, mẹ. Tưởng quái máu lạn phát kiểu gì đang chục triệu tăng lên 70 triệu. Đéo hiểu đép kiểu gì luôn. Nhưng mà không các bạn ạ. Hóa ra là vẫn rất là ok. Trời ơi, con speaker man này của tôi nó đứng ở gần đường quá.
Mặc dù là nó được giảm, à được tăng sức mạnh bởi con DJ TV Man, nhưng mà nó cứ bị ngủ liên tục kệ, nó cứ bị ngủ liên tục kệ. Thật sự là khổ nha. Nhưng mà nó chỉ bị ngủ khi mà bọn này đi đến đây thôi các bạn ạ. Khi mà bọn nó đi qua và nó sẽ không ngủ nữa, nó sẽ ngủ con khác. Thì lúc đấy là cái con này của mình nó lại tỉnh giấc để nó bắn. Nên là cũng không sao. Quan trọng là mình cứ tận dụng được con DJ TV Man. Cái gì đấy? Con này là mẹ đấy. Ô, mẹ nó gắn laser nó tính bắn unit của mình hay là gì vậy? Nó rách này. Ây à, con boss 22 triệu máu à, được lắm. Mày ra đây, nào. Mẹ ở đây để xem là mày trâu tới cái cỡ nào. Ui, một đàn Giant Blight Toilet toàn 3-4 triệu máu đang đi qua. Và mẹ Speakerman của mình sấy mẹ mày nhiệt tình mày ơi. Đây đấy, con này đang quét laser đấy. Nó tính làm gì với ta? Ủa, cái laser này, con này quét có tác dụng gì vậy? Sao nó quét trông mẹ mày có vẻ kiểu nguy hiểm đấy. Mẹ ngu tỏ vẻ nguy hiểm à? Ngu nhưng mà tỏ ra nguy hiểm hay sao? Thấy quét xong mà chả thấy mất máu nhà, cũng chả thấy con unit của mình bị ngủ hay bị sao. Nào, 7 con Hyper Upgrade Titan Speakerman Level 5. Nó sấy thì cho tao hỏi, mày sống kiểu gì? Mày sống đi. Mày 22 triệu máu nhưng mày đi chậm. Thì mày nên nhớ, đừng bao giờ khinh thường người khác. Nên nhớ ác quỷ cũng từng là một thiên thần. Và nên nhớ là ác quỷ cũng chơi Toilet Tower Defense. Mày biết đó là ai không? Đúng vậy, đó chính là tao. Mày sẽ là thành vua hải tặc. Mày ạ, à, mày dám, mày dám chiếu tao ở của lao bù tết. Thế rồi, chết đi. Chết. Chết hết đi. Chết hết đi. Sấy liên tục. Toàn có 7 triệu máu mày. Sấy tới. Let's go. Sấy hết tất cả bọn này cho anh. Đúng vậy. Sấy bọn nó mạnh lên. Sấy chết bọn nó đi out. Rồi chúng ta đi quay tiếp theo. Hay. 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 Yeah. Và như vậy chúng ta đã vượt qua quay thứ 71. Let's go. Ta sẽ cùng đến với những quay tiếp theo. Những cái gọi là hành trình gọi là mệt nhọc hơn. Bây giờ tôi phải tìm cách xây được con một con Hyper nữa. Một con Hyper nữa không thể xây được ở đây các bạn ạ. Không thể xây được ở đây luôn. Mình không có cách nào để mình xây vào đây luôn á. Mình xây ở đây cũng không được luôn. Thì bây giờ mình đang chưa hiểu là mình phải xây con Hyper này ở đâu. À đây, ở đây à. Ở đây thì có được bút không nhỉ? À đây được bút này. Được các bạn ơi, được các bạn ơi. Chỉ cần mình lựa góc mình xây là được mà. Mình chỉ cần lựa lúc cái con Hyper kia của mình nó quay đầu chỗ khác là được. Đấy, rồi. Vẫn lại được giảm tốc độ với cả đam, các bạn thấy chưa? Vẫn được tăng đam và giảm cooldown. Ấy. Như vậy là bây giờ tôi đã xây được con Hyper thứ 8. Con dài lắm. Chừng nào tao xây được 9 con Hyper đã. Xong rồi tao bán cho nó fan tiền đi. Tao xây tiếp Hyper tiếp. Mày còn phải đối đầu với tao dài dài. Nào tao xây mày 14 con Hyper và 1 con DJ TV Man á. Nhưng mà nói thế chứ chắc là chuẩn bị ra phải bán fan tiền thật các bạn ạ. Chuẩn bị phải bán fan tiền và xây thêm unit. Xây thêm một DJ TV Man. Xong rồi để mấy con Hyper ở chỗ khác. Wow. Nhìn nó xây sướng thật. Ui, con này 19 triệu máu. Con này mạnh gần ngang con boss vừa nãy. Và mạnh gần gấp đôi cái con toilet mà boss ở vừa quay 60 ạ. Thêm có 10 quay thôi mà thì mày máu quái lạm phát thế. Kinh khủng thật sự. Để mình thử mở Discord lên. Mình hỏi thử anh em nó Discord xem anh em nghĩ rằng là mình sẽ qua được quay bao nhiêu nhá. Này, Aisido, anh em sẽ qua được quay bao nhiêu? 90 à? Anh Bi Huỳnh hôm trước anh đi được quay bao nhiêu đấy anh Bi Huỳnh? Anh được tới quay 80. Quay 80 à? Mày hồi kinh thế. Mẹ em quay 70 em đã thấy ngợp rồi, đéo được rồi, thế thì hôm nay phải không, hơn. Bây giờ không, anh bảo này. Bây giờ chiến thuật của em là em bán cái con laser đi. Em cho nó, em lấy laser level 1 thôi. Em bán em đặt để em đi bọn nó lại. Em biết rồi, nhưng mà em bị mắc unit rồi, anh hiểu vấn đề không? Cái vấn đề là mình bị giới hạn unit là 15 mà. Bây giờ anh có bán đi, anh có mua được nhiều con laser đâu. Nhưng mà em bán đi em kè nó từ bên ngoài á. Tại vì á, em thấy em để ý cái con unit của em á, khi mà nó quay lính, quay toilet nó à vào. À rồi, em hiểu rồi, tức là mình cứ bán đi mình cứ e từ tận bên ngoài đúng không? Đúng rồi, em cứ kè nó theo á, em kè nó theo. Từ mấy cái chỗ này thế. Đúng rồi. Cho nó gọi là kèm theo rồi nó sẽ đỡ bị lọt hơn. Bây okay. Giờ bị lọt mấy lần rồi đấy. Ok, I understand. Cảm ơn
Không cần nâng cấp thôi em ạ, level 1 cũng được. Biết rồi, cảm ơn kiến thức nha. Nhưng mà cũng chuẩn bị em phải bán hết đi để mà em xây hyper thôi. Chuẩn bị chỉ xây hyper thôi. Đúng rồi. Chuẩn bị bán Santa bớt đi ấy. Bán Santa trước nhở, bán con laser để sau đó nhở. Cứ để một slot cho con laser làm chậm được cái con nào hay con đấy nhở. Đúng rồi, con laser đấy em không bán được đâu, em phải để nó tới về sau luôn đấy. Nhưng mà em chưa gì em đã quay 74 rồi đấy. Anh anh chỉ em này là khác gì anh bảo là anh thua em rồi. Rồi thì Hùng vượt qua thì anh làm video khác, anh vượt qua Hùng dễ mà. Càng ok. Cảm ơn kiến thức anh nhá, em sẽ vượt qua anh. Cả đã, tôi vừa mẹ đi hỏi được Bill Hình quả kiến thức đó là chỉnh con laser ra mấy chỗ khác, chủ yếu để lấy làm chậm. Rất hay các bạn ơi. Kiến thức này đã được tiếp thu, tôi ghi nhận và tôi sẽ tận dụng nó đến mức tối đa. Bắn con này cho tao, đúng rồi, bắn con 1 triệu máu, giữ nó làm chậm ở đấy đã. Để gọi là mấy con hyper nó gọi là... Để mấy con hyper nó bắn. Hay luôn các bạn ơi. Quả kiến thức này mẹ mày tiếp thu xong cái tôi mạnh lên hẳn. Tôi cảm giác như kiểu là tôi vừa được mẹ mày tăng thêm sức mạnh lên một cách vĩ mô các bạn ạ. 35.000 luôn, up luôn một con hyper nữa. Ngon, tôi sẽ vượt qua Bi Huỳnh. Tôi sẽ là người trở thành vua... Vua gì nhỉ? Vua Speakerman. Đó phải là vua toilet các bạn nhá. Vua toilet là mẹ mày mấy thằng phản diện. Mấy phản diện. Con này có vẻ bị ngủ hơi nhiều nha. Tôi khả năng là tôi phải để đây để cho nó đỡ bị ngủ. Ây ạ, mẹ mày vẫn ngủ được ạ, cay thật. Vẫn ngủ được mà. Ây ạ, mẹ ngủ liên tục chạy. Ơ kìa, ngủ liên tục chạy. Rồi, tao để ra đây cho đỡ bị ngủ. Ừ, mày làm gì tao? Tao hy sinh một tí tiền thôi nhưng mà tao làm chậm được chúng mày. Ui, 13 triệu máu. Ngợp thì phải gọi là thôi luôn các bạn ơi. Chưa có boss biết gì đã thấy ngợp rồi. Không ok lắm. Lá xe ơi, Do something believe. Không ổn rồi, chúng ta phải bán một con Santa thôi. Sau khi skip way này, chúng ta bán một con Santa. Chúng ta mua một con Hyper. Yeah, con Hyper này sẽ không được hưởng từ DJ TV Man. Nhưng mà nói thật là con vừa nãy là con cuối cùng mình có thể làm cho con DJ TV Man nó boost được rồi các bạn ạ. Chính thức là kể từ con Hyper này là mình không thể ấy được nữa rồi. Chính thức là từ con Hyper này là mình không thể gọi là tận dụng được con DJ TV Man nữa rồi. Tại vì con DJ TV Man nó chỉ bút được đến đây à. Mình gọi là hết cỡ rồi. Mình không thể xây con này vào gần hơn được nữa. Quá khó các bạn ạ. Chỗ này là nó quá chật rồi. Cho nên là mình nghĩ rằng là con DJ TV Man này là con cuối cùng mình tận dụng được thôi. Ngon. Rồi, vẫn rất là ok nha. Mọi thứ vẫn rất là ok nha. Đây, thế mà con chiếu làm chậm kia đi. Đúng. Chúng mày đi chậm lại giúp tao. Mày đập mày đóng băng thì mày mất thao tác. Mày mất thao tác thì bố phải bắn mày. Quay 77 rồi. Bi Hình quay 80. Mình phải vượt Bi Hình. Mình phải solo vượt Bi Hình các bạn ạ. Ngon. Hai. Chết nó đi. Hai. Rồi tạm ổn. Bây giờ đến lượt tôi chiếu cái này để làm chậm đi mất thời gian gì đã. Cho này mất thời gian đi một tí các bạn nhá. Sau đó đấy chúng ta sẽ bắn con toilet. Sau đó đấy chúng ta sẽ bắn mấy con toilet nhỏ đã. Hai. Hay quá, hay quá, hay luôn. Let's go luôn. Đây, có con này bắn được. Hay luôn. Quay thứ gọi là mẹ 78, 79 luôn. Mình nghĩ là mấy con này bây giờ nó bắn được như này thì con này sẽ chết thôi. Yeah, khá là easy thôi. Con này bắn đến tận cái cuối đường này cơ các bạn ạ. Cũng đéo chết được. Bắn nhanh lên trước khi mấy con kia tới. Bắn nhanh lên. Giết con này trước khi mấy con kia tới coi. Ui rồi, chết. Rồi, ok. Let's go. Mình quên mất, mình không chỉnh con laser lại. Con laser lại phải ra đây làm chậm rồi. Việc của mày là chỉ có ra đây làm chậm và cản bước đường tiến của nó thôi. Mình vẫn phải để mấy con Santa TV Man để gọi là farm tiền các bạn ạ. Mình vẫn phải để mấy con Santa để farm tiền. Xây thêm giờ nguy hiểm quá. Bây giờ bán mấy con Santa đi xong rồi xây thêm Hyper chưa chắc ăn thua. Xây thêm con laser cũng thế luôn. Laser nhiều khi nó chiếu lung ta lung tung, chưa chắc nó đã là chiếu khác mục tiêu nhau. Tức là nếu như hai con laser mà chiếu thành hai con ấy thì rất là lợi, nó sẽ làm chậm được cả hai con. Nhưng nếu như hai con cùng chiếu vào một ấy thì chỉ làm chậm một con thôi. Điều đấy là sẽ không ok lắm. Điều đấy nó sẽ bị hơi ngu ngục ấy. Chúng ta còn một con Hyper chưa mắc cấp mà đúng không? Rồi, mình nghĩ là mình có thể vượt qua Way 80 được easy thôi. Đây rồi. 14 triệu máu vẫn đẹp, rất là ok. Nào, đừng để bị nó ngủ nữa, tỉnh ngủ đi. Làm chậm mấy con Scientist đi.
Hay rồi. Hay rồi này. Giữ mấy con đấy ở lại. Em ơi em, ở lại với anh đi em, ở lại. Con này 14 triệu máu chết. Rồi. Rồi. Đam mấy con Silent Team cho tao. Đam mấy con Silent Team cho tao. Hai. Đam chết bọn nó đi, sau tao skip qua quay khác. Đam được. Mấy con này đi rù bò ấy. Máu thì trâu nhưng mà đam rù bò. À đi rù bò thôi. Trâu đến đâu đánh lâu cũng chết. 79 luôn đi. Mình nghĩ là mình skip wave 79 luôn được rồi. Tại vì đến tầm này không, lỡ đâu bắn đeo chết được sao đúng không? Lỡ đâu bắn đeo chết được mất thời gian. Đúng rồi. Bắn đeo chết luôn này. Ui lọt khe mẹ một con ạ. Cay thật. Hay là nó vẫn lọt được gian tận đây ạ. Thề. Mẹ mấy con này bắt đầu tầm này trâu vãi. Rồi con này chết rồi. Ok ổn. Rồi wave tiếp theo nào. À bao giờ mới upgrade được con Hyper lên cấp cuối đây. Con Hyper này phải lên cấp cuối đã. Thì mình bắt đầu bán con Santa tiếp theo đi. Bây giờ chưa lên mà xây thêm một con Hyper nữa thì cũng chán thua gì mấy. Một con Hyper cùi nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Nói chung các ai biết hồi đầu mình sai ở cái gì không? Hồi đầu mình sai ở cái là mình đi để cái con Repair Drone. Ở gọi là mình đi để con Repair Drone ở kiểu như là ở ấy quá ấy. Ở ở gần mấy cái con DJ TV Man các thứ quá. Nó là không cần thiết các bạn ạ. Thật sự là nó không cần thiết. Tại vì là cái con Repair Drone này nó di chuyển được. Và nó cũng đéo được hưởng từ con DJ TV Man. Mình cứ tưởng nó được hưởng. Đúng ra ngay từ đầu mình nên xây nó ở chỗ khác. Mình nên xây nó ở mấy chỗ này. Đấy. Xây ở ngay chân con Titan Speaker Man luôn. Chả cần phải lan nhiều con. Nó khác di chuyển được mà. Xong rồi là mình để một con DJ Titan Speaker Man liên tục với nhau. Thì mình sẽ tối ưu được hơn. Mình sẽ tận dụng được một con DJ TV và boost được cho tận mẹ tất cả các con luôn. Con này đúng ra là cũng phải boost được. Thì đúng ra là rất là ngon rồi. Đúng ra là rất là ngon rồi các bạn ạ. Chỉ là nói chung là mình hơi sai tí. Và chắc chắn là mình sẽ rút kinh nghiệm trong lần tiếp theo rồi. Lần tiếp theo là tôi sẽ làm một khùng khác. Tôi sẽ phá đảo chế độ LS này. Một mình tôi sẽ lấy con Titan Drillman của riêng tôi. Nghe sợ chưa? Nghe hãi chưa? Vẽ kịch bản thôi chứ đéo làm được đâu các bạn. Ui con này 8 triệu máu mẹ ăn. Vãi cả nồi luôn. Con laser đâu, con laser đâu? Con laser đâu? Ra đây chiếu làm chậm được tí nào hay thì đấy đi. Nhanh mà giết nó còn đi quay khác. Đúng rồi. Nhanh lên giết nó còn đi quay khác. Đúng rồi, đúng vậy, đúng vậy. Chiếu nhiệt tình nó lên giúp tao cái ạ. Chiếu nhiệt tình lên giúp tao cái. Hay rồi, hay rồi. Hay rồi, hay là hay rồi. Như này là tốt rồi, hay rồi. Ok rồi, cái địt mẹ không chết được kìa. Cái cả thật. Còn lần cuối nữa cơ à? À lần cuối ta đi bên nhau chẳng nói được điều gì. Đây là wave 80. Hình như ông Bi Huỳnh đến wave này ông thua. Nếu như mà mình thắng được con boss 86,2 triệu máu này ở wave 80 này, tức là mình đã vượt qua Bi Huỳnh nha. Tức là mình đã vượt qua Bi Huỳnh. Còn nếu như mình không vượt được ý, thì tức có nghĩa là mình thua Bi Huỳnh. Ok. Mình nghĩ đến tầm quê này ngập rồi. Tôi bán hai con Santa đi, tôi gọi là lấy tiền luôn các bạn ạ. Tôi bán đi tôi lấy tiền luôn. Đấy. Nói chung là nếu như bây giờ mà mình mà thua thì nếu như bây giờ mà mình mà thua quê này thì là mình cũng chỉ ngang Bi Huỳnh thôi. Nhưng nếu như bây giờ mình vượt là mình đã chính thức tạm thời vượt qua Bi Huỳnh ở ngay lần đầu tiên DLS rồi. Nhưng mà cũng một phần là tôi đã được ông Bi Huỳnh ông chỉ cho một cái kỹ năng mà ông đã rút ra được từ kinh nghiệm của ông ấy. Nên tôi đánh giá là tôi thắng nó cũng gọi là không vinh quang cho lắm. Tôi thắng là tôi đánh giá là tôi thắng cũng hơi nhục đi. Thôi được rồi, tôi gọi là tôi cũng tự biết gọi là bản thân mình sức đến đâu các bạn ạ. Mình tự biết bản thân mình sức đến đâu. Mình sẽ gọi là không khoe khang khoe mẽ về bản thân các bạn nhá. Chắc có vẻ là mình đã vượt qua được wave này đấy. Mình nghĩ là mình có thể vượt qua được cái wave này một cái dễ dàng thôi. 62 triệu máu thì thực ra là nó trâu đấy nhưng mà bây giờ nguyên cái đàn Hyper của mình nó cứ sấy liên tục như này thì đéo sớm thì muộn thì con này nó cũng nhiều người mà chết được ạ. Đấy, thêm một con laser đứng ở giữa đây để chiếu nữa. Ôi, các bạn nhìn nó bắn xem. Ok, sao là phải tua nhanh cái đoạn bắn này rồi tại vì bắn này bao giờ nó mới chết. Yeah, chết. Let's go. Dã man quá các bạn ơi.
Bé vãi cả nồi, nó trâu đéo chịu được. Bắn kiểu mẹ nó gọi là gãy con mẹ nó cả nòng cả súng luôn đấy chứ. Súc vật thật, không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được có mấy con sinh vật mẹ mày nó trâu tới cái mức này. Quá là dã man luôn các bạn ơi. Và như vậy là tôi đã vượt qua được wave 80 rồi. Cũng gọi là tôi đã vượt qua được wave mà của Bizong Senpai đã từng đi qua. Không, hình như là ông không đi qua được cái ông thua của wave đấy ấy. Không biết à, nói chung là tôi đi qua được wave 80 rồi. Tôi nghĩ là wave 80 là tuổi thọ của tôi. Nếu như vậy là tôi thêm thì tôi chỉ thêm được những wave lẻ thôi. Chứ wave 90 nó thêm con boss nữa là tôi nghĩ chắc là no hope. Chắc là tầm đấy là ăn cứt các bạn ạ. Ủa ôi, mấy con này nó bê bê trông khó chịu chưa. Chiếu đi. Làm chậm nó nhiệt tình cho anh. Làm chậm nó nhiệt tình cho anh ạ. Đây mình sẽ thay con này. Để di chuyển con này qua đây. Đúng rồi. Di chuyển lui vào. Con này 4.000 lên. Khó khe đi. Hộ được tí nào hộ tí đấy đi. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Mày yếu mày cũng phải khe hộ tao. Chả lẽ mày cứ đứng chơi như vậy. Đúng. Khé cái đống này cho anh. Tao skip way. Ok rồi. Làm nhẹ một con 6.000 nữa. Ngon canh. Way nó gọi là 82 rồi. Lần sau mình sẽ cố gắng thử way 82. 80 mình vẫn chưa bán con Santa. Lần này thì là mình bán con Santa để chắc chắn là mình vượt qua ông Bi Huỳnh thôi các bạn ạ. Chứ lần sau là mình nghĩ là mình sẽ không bán đâu. Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm đấy. Ngợp các bạn ơi, ngợp rồi. Ngợp rồi, không ổn rồi. Mình bắt đầu ngợp rồi. Mình nghĩ là xây con DJ TV Man ra đây để cho nó boost được cho mấy con Hyper mà mình chưa được boost các bạn ạ. Sẽ ok hơn là cứ suốt ngày spam con laser này. Con laser này mà không tập trung thì không hiệu quả lắm. Nên là mình chỉ spam một con thôi. Mình để thêm một con DJ nữa để boost cho càng nhiều Hyper một tí càng tốt. Đây, chúng ta cùng skip qua wave này nào. Chúng ta cùng gọi là bán này đi tạm nào. Ta up con này đã. Rồi. Nào, mấy con Eva lên này bao nhiêu máu. Mấy con Eva lên này nó đi nhanh thôi nhưng mà nó phế các bạn ạ. Không sao cả, mấy con này có triệu máu thôi. Bắn chết cái này cái là tôi mua laser luôn. Đấy, tôi mua một con laser luôn. Làm một con laser và đẹp luôn. Chúng ta còn một con Hyper chưa mắc cấp thôi. Còn lại là hầu như cả đàn Hyper đều mắc cấp rồi các bạn ạ. Đẹp mấy con Plane này khá là dễ các bạn ơi. Không quá khó các bạn ơi. Không khó khăn lắm. Tôi skip luôn, tôi skip luôn đấy chứ, sợ gì. Rồi, chúng ta bút con... Chúng ta bút con DJ lên cấp cuối đã nhá. Bút con DJ lên thêm một cấp nữa đã. Xong rồi chúng ta mới bút con này lên. Tại vì là bút con này thì nó hưởng cho cả con này nữa này. Con này mới chỉ đang được trừ 20% thôi. Nào, thế thì sao con laser lại bị đệ ngủ này. Nào, cẩn thận ngủ bây giờ, ngủ hoài vậy. Ôi thôi, bán nhầm một con gọi là Tita Speaker rồi. Thôi chết rồi. Bán nhầm một con Speaker luôn mà. Đết mẹ cay thế. Tôi chết rồi, bán nhầm thế này khác gì tự nớp sức mạnh của mình đâu. Rồi xong luôn. Như vậy là tôi bán nhầm ở wave thứ 84 rồi các bạn ạ. Tôi nghĩ là wave này cũng là tuổi thọ của tôi rồi. Cái đệt đến tầm mấy wave này ngợp quá. Bấm muốn bán con Green Laser vội quá nên là mình spam không có được. Mình spam mãi nó không có bán. Thế là mình bấm nhầm thành nút bán luôn. À thế là mình bấm spam nhiều quá cái nó bán mẹ luôn con Hyper Upgrade khác của mình các bạn ạ. Giảm đi bao nhiêu đam luôn. Trời ơi. Bây giờ mất một con mắc cấp là giảm đi bao nhiêu đam luôn đấy. Thật sự là mệt luôn đấy. Chưa kể là đứng ra chỗ này còn đéo được tình ngủ nữa chứ. Ok nhưng vẫn ổn nha, vẫn ổn nha. Mấy quay này cũng vẫn tạm ổn này. Tạm ổn. À bắn nhầm một cái hỏng quá. Nhưng mà không sao. Chúng ta sẽ xử lý lại, chúng ta sẽ sửa lại. Tất cả mọi sai lầm đều có thể sửa chữa. Tính ra là đến tầm quay này là mình gần thua rồi các bạn ạ. Đến tầm quay 85 này. Thực ra là cũng một phần là do mình bán nhầm con Hyper kia nữa. Nên là bài mình, à loại là unit của mình bị yếu đi. Nhưng mà cũng về cơ bản là đến tầm quay này bắt đầu mình bị đuối rồi. Đây này, có mỗi một con gà thôi mà mình phải đép gần chết. Mình phải xây con laser liên tục thì mình mới đép được. Thì mình nghĩ là chắc có lẽ là tầm mấy quay này là mình thua rồi. Mình nghĩ là khả năng là quay 90 có lẽ là cái quay cuối cùng của mình. Chứ mình không nghĩ là mình có thể giết được con boss level 90.
Nếu như mà bây giờ quay này đã ngợp như này ấy, khó bạn ơi, khó. Thôi, như vậy là chắc có lẽ là quay này tôi đã thua rồi các bạn ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ để auto skip để cho thua luôn thôi. Tại vì là tôi vừa bấm bán nhầm thêm một con hyper nữa các bạn ạ. Cái đệt. Tôi bấm bán nhầm nhiều vãi. Cay thật sự. À thôi, mình cũng gọi là đi nãy giờ là 1 tiếng các bạn ạ. 1 tiếng rồi. À, thật sự là quá mệt luôn rồi. Mình nghĩ rằng là cái quay này là cái quay đủ để mình cảm thấy tự hào. Lần đầu là cũng thế là tốt rồi. Mình nghĩ là cũng không hẳn là lần đầu đi nghiêm túc. Mình nghĩ là lần thứ hai chúng ta sẽ có thể gọi là rút được kinh nghiệm cho các lần tiếp theo. Và chúng ta sẽ quay trở lại một cách gọi là mạnh mẽ hơn. Chứ bây giờ bán nhầm con hyper đi, giờ chưa đủ dàn hyper thế này thì lấy đâu ra mà đẹp được ạ. Giờ tự dưng up con hyper này còn không up lại được cấp cũ luôn. Không bằng được lại cấp cũ luôn tại mình bấm bán nhầm mà, cay thật. Tính ra mình bấm bán nhầm tận 2 lần. Sắc cái bỏ mẹ nổ oai đây. Trời ơi, trông cái đống quái xem. Mẹ thôi thua luôn đi. Và chúng ta có một con Glitch. Nó đi với cái tốc độ nó gọi là ban có mẹ thờ. Nó chạm vào và tôi đã chết 86 quay. Và chúng ta được 2000 gọi là coi. Nếu như mà được gấp đôi nó lên là 3000. À theo mình đánh giá là farm coi không ngon bằng gọi là đi nightmare các bạn ạ. Đi nightmare được nhiều hơn. Tại vì một lần chúng ta chỉ mất có 16 phút thôi. Ok, thì đây cũng là lần đầu tiên mình đi chế độ endless các bạn ạ. À, theo như trải nghiệm của mình thì mình thấy là chế độ endless thì nó nguy hiểm ấy. Nó cần gọi là một cái sự tính toán ngay từ đầu. Và chúng ta cần phải rất là kỹ để có thể đi được các cái way càng lâu càng tốt. Mình nghĩ là mình sẽ rút kinh nghiệm cho các lần tiếp theo để có thể đi được càng nhiều way endless càng tốt cả nhá. Với cả là mình nghĩ là chắc vẫn phải có người đi cùng. Chứ nếu như mà chỉ có một mình đi thì khả năng là nghe chừng là không ăn thua. Đấy, cho nên là khả năng là phải có một cái thế đi chung. Còn bây giờ thì thôi, chắc là video mình sẽ kết thúc tại đây đã. Nếu các bạn thấy yêu quý thì đừng quên để lại cho anh xin một like đăng ký nhá. Và đừng quên là bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và chúc ngày tốt lành. Bye.